Xin chào bạn đã quay trở lại với FA Channel. Lại là mình đây, Hùng 20 sang từ đây. Và mình thấy rằng là có rất nhiều bạn game thủ anti những cái dòng điện thoại tầm trung đến từ nhà Samsung. Ví dụ như là dòng A cũng như dòng M chẳng hạn, A30, A50, A70 hay là M30 rồi là M20 các thứ. Vì cái cấu hình của nó khá là yếu. Và đặc biệt là với sản phẩm Samsung Galaxy A51 mới ra hiện nay thì nó sẽ có mức giá tầm 8 triệu. Và nhiều bạn bảo rằng là có ngu thì mới mua chiếc điện thoại này để chiến game. Và thực hư cái hiệu năng chiến game của cái sản phẩm Samsung Galaxy A51 này là sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay để đánh giá về hiệu năng của em nó nhé. Trước bắt đầu video, nếu bạn đã quan tâm về mức giá của cái sản phẩm Samsung Galaxy A51 đi kèm với rất là nhiều ưu đãi khác nhau thì có thể tham khảo tại đường link phần mô tả video dẫn đến trang web của hệ thống Di động Việt nhé. Cùng nhau bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì chắc chắn mình sẽ nhắc đến về cái phần cấu hình của sản phẩm Samsung Galaxy A51 này. Thực ra thì cấu hình của cái sản phẩm này nó sẽ không nâng cấp gì so với sản phẩm A50s cả các bạn ạ. Chúng ta vẫn có con chip đó chính là Exynos 9611. Và đây là con chip có 8 nhân này và nó sẽ được sản xuất trên tính trình là 10 nanomet. Các bạn có thể kiểm tra được thì phiên bản hiện tại mình có đó chính là phiên bản 6GB RAM cộng với 128GB bộ nhớ trong. Cùng với đó thì khi mình chấm qua số điểm AnTuTu thì mình thấy rằng là số điểm AnTuTu của chiếc máy này nó thực sự khá là thấp các bạn ạ. Phân khúc giá 8 triệu đáng ra thì các bạn sẽ có một số điểm khá là cao. Nó sẽ rơi vào tầm trên 200.000 điểm. Nhưng với chiếc máy này chúng ta chỉ được số điểm là 144.000 mà thôi. Và với số điểm này thì nó chỉ tương tự với một số con máy tầm giá 3-4 triệu đồng như là Redmi Note 8 hay là Vivo U10 chẳng hạn. Sức mạnh của số điểm này thì nó sẽ tương tự với con chip 665 đến từ nhà Qualcomm. Khi mình kiểm tra chi tiết hơn thì với con máy này thì nó sẽ thu được số điểm CPU là 47.000 điểm và GPU là 28.000 điểm các bạn ạ. Một số điểm tương đối thấp trong cái mức giá tiền là như thế này. Chính vậy thì về số điểm mình nhận xét rằng nó sẽ không được cao cho lắm. Nhưng mà chắc chắn là nhận xét về hiệu năng thì chắc chắn chúng ta sẽ không nhìn về số điểm mà chúng ta sẽ nhìn đến những cái khả năng chiến game thực sự của nó. Chính vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video chiến game và hai tựa game mình test trong video ngày nay đó chính là tựa game Liên Quân cũng như là PUBG để xem FPS này, để xem cái sự ổn định và để xem đồ họa của nó sẽ ra sao nhá. Và chúng ta cùng nhau trải nghiệm thôi. Ok, và như vậy thì mình đã vào với tựa game Liên Quân rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra một chút về phần đồ họa để xem là với con chip Exynos 9611 thì nó có thể bật được đồ họa như thế nào với tựa game Liên Quân. Đây là một con máy tầm trung và chúng ta có thể bật được FPS cao này. Đấy, ngon luôn. Như vậy là nó sẽ có 60 FPS. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ bật được độ phân giải lên siêu cao và chất lượng hình ảnh trong game có thể lên mượt, thấp, trung bình và hát. Như vậy là với con máy này chúng ta có thể bật được đồ họa là max setting với tựa game Liên Quân. Và bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm luôn là để xem là với tựa game Liên Quân thì nó sẽ làm ăn ra sao. Mới đầu mấy thao tác vào game thì mình thấy là nó khá là mượt mà đấy. Để xem là khi mình chọn tướng thì nó sẽ như thế nào nhá. Wow. Chọn tướng thì các bạn thấy này, mới đầu game thì nó sẽ hơi bị khựng. Khi mình nhảy qua các tướng khác nhau thì sao? Đây, nó sẽ hơi giật các bạn ạ. Hơi giật nhẹ khi mình chọn tướng và đổi qua những trang phục khác nhau. Đó, mình sẽ chọn tướng Van Hell đi. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu một trận đấu. Ok, như vậy thì mình đã vào game rồi. Và mình có bật cái phần đo FPS trong game để cho bạn xem được cái phần FPS nhé. Hiện tại thì mới đầu game, FPS của nó rơi vào tầm 60 FPS. Để xem là với những cái pha giao tranh đầu tiên mình oánh quái rừng thì cái FPS của nó sẽ ra sao nhé. Hiện tại thì vẫn rất là ngon ở cái mức tầm 59-60. Này, khi bem quái rừng thì FPS của nó tụt xuống 58. Như vậy là có tụt 2 frame với những cái pha combat nhẹ như thế này. Ui, không khéo chơi mình. Á, chạy. Ui, mới combat nhẹ một cái đánh người thôi mà nó tụt xuống tận 40 FPS các bạn ạ. Tin nổi không? Bịp thực sự. Wow, mình vừa ăn một pha gọi là trên trời rơi xuống do trụ bắn anh em bên kia chết. Khá là may mắn cho mình. Ui, bây giờ nó tụt xuống tận 33 FPS. Mình thấy rằng là cái phần FPS này nó hơi ảo các bạn ạ. Tuy nhiên các bạn có thể bật được đồ họa là marketing và cái mức FPS là nó không cao và không ổn định. Mới chơi game được tầm 1 phút 45 giây thôi, nó đã tụt xuống ở cái mức đó chính là đầu 4x rồi. Và mình tin rằng là với những pha combat lớn hơn thì cái tình trạng drop FPS nó còn diễn ra nhiều hơn thế. Chạy. Thôi, quả này chắc là biến về đi, hết máu rồi. Mình thấy rằng là cái đồ họa marketing trên con Galaxy A51 thì nó hơi quá sức các bạn ạ. Nhưng mà không hiểu sao Samsung và con chip Exynos 9611 này nó vẫn có thể là setting được. Tại thì mình thấy rằng là FPS của nó đang dao động ở mức đầu 4x,
tầm 48 cho đến là 41 FPS. Và nó rất khó để lên lại được cái đồ họa là 59 x 60 FPS như ban đầu các bạn ạ. Để mình lên phía trên xem là những cái pha combat lớn hơn thì nó có tụt nhiều hay không nhá. Nhìn chung thì mình thấy rằng là với cái mức FPS là trên 40 thì với những bạn nào cần cái nhu cầu trung bình thôi thì nó vẫn rất là ổn. Còn các bạn đã chơi quen với cái đồ họa 60 FPS rồi thì cái FPS là 40 thì nó sẽ hơi đuối đấy các bạn ạ. Đây, combat rất là lớn và FPS của nó đang dao động ở mức tầm trên 4x. Đó là đồ họa masking. Còn khi các bạn giảm xuống đồ họa thấp hơn, ví dụ như là chúng ta bật cái phần chất lượng hình ảnh xuống vừa cũng như là cao thì cái FPS của nó có thể là lên được 59-60, nó sẽ ổn định hơn. Đây, hiện tại thì mình đã chơi được tầm 5 phút. Ui thôi, xong mình rồi, thôi té. Ăn không lại nữa đâu. Thì chắc lại đấy, đánh tiếp. Ngon lành. Ui, thằng kia biến về kịp lúc luôn. FPS bây giờ thì nó vẫn đang dao động ở trên cái mức trên 4x FPS. Để mình kéo con. Này thì chạy này. Mình đã chơi được tầm 8 phút rồi các bạn ạ. FPS con này thì nó ổn định ở cái mức tầm loanh quanh là 40, thậm chí là trên 40 FPS với cái mức là masking. Thì mình thấy rằng là cái mức đồ họa này cộng với khả năng chơi game trên 40 FPS như vậy thì nó khá là ổn với những bạn nào mà cần một chiếc máy để chiến game điên quân. Ui, cái thằng Van Heo đấy nhanh đấy. Còn về cái cảm giác cầm nắm khi chơi game điên quân thì mình thấy khá là ổn. Chiếc máy này thì bốn cạnh của nó thì nó sẽ có cái phần bo, chính vậy thì cầm nắm một thời gian dài chúng ta sẽ không bị mỏi. Và màn hình của chiếc máy này thì cũng khá là lớn, chính vậy thì cái việc mà chúng ta chơi game bằng nhiều ngón đá map các thứ thì cũng khá là dễ dàng như này, các bạn thấy không ạ? Đó, FPS ở gần cuối game thì bất ngờ nó lại lên được cái đầu 5x và nó tụt xuống 39. Nói chung là về cái phần FPS không ổn định, nó chỉ loanh quanh cái mức gọi là 4 cho đến là đầu 5x thôi. Và lâu lâu thì nó còn drop xuống cả tận 3x nữa các bạn ạ. Nếu anh em muốn chơi game tốt nhất với con máy này thì mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta nên giảm đồ họa xuống và bật cái FPS cao lên thì nó mới có những cái trải nghiệm là tốt nhất. Thằng này định chạy đi. Ui, còn làm chậm. Mày chạy này. Ui, bọn này thích ăn rồng thế nhỉ. Này thì thích ăn rồng này. Chạy đường nào. Để mình ăn luôn con rồng này có được không? Level 12 rồi, chắc cũng sẽ ăn được thôi. Đang chí mạng bây giờ của mình là tầm 1k2, 1k1, 1k2, khá là ổn, ăn rồi. Thằng này thì chỉ có đánh gần thôi, chính vậy thì mình cứ đi xa xa nó một tí nữa. Đánh là ngon. Combat lớn nó tụt xuống tận 41 FPS. Nhìn chung thì mình thấy là nó vẫn mượt, ổn định. Ui, chạy này, thâu xong luôn. Chạy đi đâu? Nằm chậm này, xòe. Thôi, không chơi lại nó được. Té. À, mình còn hồi sinh, chạy. Mày thế. Quả đấy còn giáp hộ mệnh các bạn ạ. Thôi, té gấp. Hai thằng nó đuổi luôn ạ. 3-4 thằng nó đuổi luôn các bạn ạ. Thôi xong rồi, quả này chết rồi. Don't worry, I've got my way. Ui, đi trâu thế. Té. Nó năm thằng rút trong nhà thế bố tao không dám vào. Ui, những phút cuối trận thì nó tụt xuống tận 31-30 các bạn ạ. Các bạn thấy cái phần FPS này xuống tận 29-27 cơ. Vãi cả trưởng ạ. Anh Samsung cho bật max setting nhưng mà trải nghiệm game thì tệ quá.
Cái thằng này máu trâu thế nhỉ. Pha mãi mà không hết máu. Nó còn có chiêu làm choáng tương tự của mình. Chạy đi. Ôi thằng này không được, thằng này trâu lắm. Trâu thật các bạn ạ. Cái bọn này chơi một trận game thôi mà tốn là hai mấy phút. Win đi, win đi. À rồi, xong, sao xong. Và như vậy thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm game được với tựa game Liên Quân trên con Galaxy A51 này rồi. Còn cá nhân mình thì mình thấy rằng là với con máy này nó sẽ chơi tốt hơn nếu như bạn giảm đồ họa xuống một chút thay vì là để đồ họa max setting như nhà sản xuất Samsung cho phép. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tựa game PUBG để xem là nó làm ăn ra sao nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với tựa game PUBG. Và trước khi vào tựa game PUBG thì mình sẽ đến với phần load game để xem là với con chip Exynos 9611 thì nó sẽ có tốc độ load game như thế nào nhá. Và vào luôn. Với những con chip Exynos ấy, thường thường thì nó sẽ có tốc độ vào game rất là nhanh. Nhanh hơn so với lại những con chip đến từ nhà Qualcomm hay là những con chip đến từ MediaTek. Tại vì cái phần CPU của nó khá là mạnh các bạn ạ. Và để xem là với con chip Exynos 9611 này thì nó sẽ load game mất tầm bao lâu. Và mình đã trôi qua là tầm 20 giây rồi. 22 giây. Và 25 giây. Thời gian load game con này thì... cái thời gian load game này nó chỉ trung bình và bằng với cái thời gian load game của con chip mà đó chính là Qualcomm Snapdragon 665 mà thôi. Nói chung là không nhanh lắm các bạn ạ. Còn về phần setting đồ họa thì mình thực sự rất là bất ngờ. Vì con máy này chúng ta có thể bật được đồ họa là HDR cộng với cực cao. Như vậy là HDR cộng với mức 40fps. Ngoài ra anh em có thể xuống được cái mức đó chính là mượt cộng với cực độ. Chúng ta có thể bật được đồ họa đó chính là 60fps luôn. Quá bá đạo. Và trong video này thì mình sẽ test với hai đồ họa, đó chính là HDR cộng với cực cao và mượt cộng với cực độ nhá. Như vậy thì mình đã vào game rồi các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang chơi trong chế độ là Squad 4. Và các bạn có thể thấy này, FPS trong game của nó là 8fps, 10fps, 16fps, 18fps. Trong khi mình đang để đồ họa là HDR cộng với cực cao. Wow. Công nhận rằng là Samsung bật max setting chơi sướng vãi anh em ạ. Muốn lag con mắt luôn. Anh em thấy này, ui, nó chơi ở cái mức tầm 10 chứ 15fps các bạn ạ. 25 để xem là khi chúng ta vào game chơi tầm vài phút thì cái sự ổn định của nó sẽ như thế nào nhá. Mình quăng có con gà thôi mà tụt mất 5 frame ạ. Lạy thật. Mình sẽ follow bạn số 4. Bạn ấy bay vào khu vực nào thì mình sẽ dòng vào khu vực đấy. Khi bay này, FPS của nó rơi vào tầm 10 đến 17fps ở đồ họa là HDR cộng với lại Ultra. Và gần như là cái phần FPS của chiếc máy này nó không hề ổn định ở bất kỳ một cái khung nào. Cho dù là mình đang bật đồ họa là 40fps nhưng nhiều lúc nó còn không được một nửa ở cái đồ họa 40fps cơ. Ok, như vậy thì mình đã nhảy đúng cái điểm xanh mà bạn kia chấm rồi. Và khi nhảy dù xuống này, FPS của nó rơi vào tầm 11fps. Cái what the fuck, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ui 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 ui, nó giật kìa. Nó load map không kịp luôn các bạn ạ. Thật sự phải nói rằng là khả năng chiến game không biết là một chút nữa nó sẽ như thế nào, chứ bây giờ thì mình thấy là nó vô cùng tệ với tựa game PUBG. Đấy, nó lên được tầm 30fps rồi. Nhìn chung thì cái trải nghiệm của mình vẫn rất là giật lag, rất là khó chịu. Có lẽ mình sẽ cố đấm ăn xôi chơi tầm một vài phút nữa thì mình sẽ đổi qua cái đồ họa 60fps xem là với con máy này nó có khá hơn không. Bắn bot thôi mà cũng khó chứ đừng nói là bắn người các bạn ạ. Rồi, FPS của nó là 22 chứ là 23fps. Khi mình di chuyển qua lại này, nó giật đừng hỏi. May là ở đây nhiều bot nên mình còn bắn được. Chứ nếu như mà có gặp người là chết chắc rồi các bạn ạ. Quá tệ. Thực sự mình không còn từ nào để diễn tả về cái độ giật lag của con máy này nữa rồi. Anh em thấy không? FPS này 14 này, 15 này, 4. Ây da. Chơi game như này thì thực sự là chúng ta không nên chơi còn hơn. Chơi game sẽ mang lại bực tức cho người đó các bạn ạ. Do lag quá nên là mình đã đổi qua đồ họa mượt cộng với cực độ rồi các bạn ạ. Và khi đổi qua đồ họa mượt cộng với cực độ thì mình thấy rằng là nó vẫn giật lag và drop FPS như thường. Ví dụ như ở đây mình bật đồ họa cực độ là 60fps đúng không? Nhưng mà trong game thì nó chỉ chơi được ở cái mức tầm 20 chứ là 31fps thôi. Và gần như là mình không thấy nó lên nổi đầu 4x. Chứ đừng nói là đồ họa 60fps như là cái phần setting game cho phép. Quá giật lag, rất là khó chịu. Ở bên này đang có bắn nhau đây, mình qua xem thử, nếu mà chết thì thôi, chắc là mình sẽ dừng video luôn. Rất là giật.
26 fps. Thực sự là mà nếu một con máy giá 8 triệu mà có hiệu năng chiến game PUBG như này thì chắc chắn là mình sẽ không mua em nó. Không chỉ là hiệu năng chiến game PUBG đâu, với những cái hiệu năng chiến những ứng dụng hàng ngày của chúng ta như là Facebook, Zalo thì một con máy có hình yếu nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm thực sự là không được tốt cho lắm. Và đó là cái điều mà mình không thích. Ok, và như vậy thì mình đã vào bo rồi. Và FPS bây giờ thì có phần là ổn định hơn trước các bạn ạ. Khi FPS của nó đã lên ở cái mức gọi là trên 3x, tầm 32 trên 35. Ngày giờ thì mình cũng chưa kiếm được cục máu nào. Chính vậy thì mình sẽ qua bên này lướt đỡ vậy. Để mình đổi qua đồ họa là 10 cộng với cao xem là cái FPS của nó có ổn định hay không nhé. Mình sẽ bật nó ở cái mức tầm 30 fps mà thôi. Nếu như mình bật nó ở cái mức tầm 30 fps thì nó có phần ổn định hơn các bạn ạ. Nó sẽ duy trì ở cái mức tầm 28 trên là 30. Nhiều lúc thì nó tụt xuống tận 26. Mặc dù là mình đã bật đồ họa xuống là 30 fps rồi nhưng mà nó vẫn bị drop nhẹ xuống tầm 26 hay là 27 fps. Thực sự nó rất là tệ các bạn ạ. Chắc là mình sẽ dừng video nó chiến game với lại con Galaxy A51 này tại đây các bạn ạ. Tại vì thực sự là cá nhân mình thì mình không thích chơi game trên những chiếc điện thoại nó giật như thế này. Và cảm giác chơi game thì nó rất là khó chịu với tựa game PUBG Mobile. Và chốt lại thì nếu các bạn cần một chiếc điện thoại có cấu hình mạnh để chiến game trong phân khúc 8 triệu thì với sản phẩm Samsung Galaxy A51 nó sẽ không thể nào đáp ứng tốt cái nhu cầu chiến game của bạn được. Thứ nhất là về số điểm hiệu năng nó rất là thấp, chỉ là 144.000 điểm mà thôi. Ở phân khúc giá này các bạn có thể dễ dàng tìm được những chiếc điện thoại có số điểm lên đến là hơn 200.000, thậm chí là 300.000 điểm AnTuTu. Và ngoài ra thì về cái phần cấu hình chiến game thì với tựa game Liên Quân anh em có thể thấy rằng là nó phải chơi khá là ổn ở cái mức loanh quanh 40 fps. Tuy nhiên thì nó vẫn gặp tình trạng drop FPS rất là nhiều ở cái mức đó chỉ là max setting, khi FPS của nó luôn drop tầm 30 rồi lên 40 thậm chí là lên 50 fps, sau đấy lại ngược lại và cảm giác chơi game rất là khó chịu ở tựa game Liên Quân. Mình khuyên bạn là nếu chúng ta muốn chơi game Liên Quân tốt với sản phẩm Samsung Galaxy A51 thì các bạn nên hạ đồ họa xuống là thấp nhất và để FPS cao thì nó sẽ có những trải nghiệm rất là ổn. Còn với tựa game PUBG này thì mình thấy rằng là về cái phần load game nó cũng sẽ không nhanh này. Về cái phần cài đặt cấu hình đồ họa thì chúng ta có thể lên được HDR cộng với Ultra. Tuy nhiên thì về cái FPS ở cái đồ họa là HDR cộng với Ultra như kiểu là muốn đấm vào mặt mình vậy. Thế nó rất lag cực kỳ. Nhiều lúc nó xuống tận 7-8 fps như bạn đã thấy rồi. Cái này thì mình có bằng chứng hẳn hoi, dùng phần mềm đo hẳn hoi chứ không phải là nói bằng mồm. Và khi mình bật đồ họa Smooth cộng với Extreme, tức là đồ họa 60 fps, thì nó cũng sẽ không lên được cái mức FPS là 30 chứ đừng nói là 40 fps hoặc là ổn định ở bất kỳ một cái FPS nào cả. Nói chung là trải nghiệm về cái phần FPS, trải nghiệm về khả năng chiến game thì nó rất tệ ở tựa game PUBG Mobile. Còn nói về cảm giác cầm nắm khi chơi game ấy, thì mình thấy là con máy này ổn. Thứ nhất là cái trọng lượng của nó nhẹ và thứ hai là bốn góc của nó sẽ được bo tròn. Chính vậy khi các bạn cầm nắm vào này, những cái góc này nó sẽ không gây cấn cũng như là góc không gây khó chịu khi các bạn chơi game trong thời gian dài. Và có một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với bạn, đó chính là với chiếc máy này và cái phần màn hình gọi là nốt ruồi trong màn hình của nó thì gần như là không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm chơi game của chúng ta đâu. Gần như là mình cũng còn không biết là cái nốt ruồi đó nó nằm ở đấy cơ. Cái điểm nữa đó chính là về phần khả năng nghe của cái sản phẩm Samsung Galaxy A51 thì nó chỉ ở cái mức gọi là đủ dùng, không thể nghe trái phải trước sau được. Một cái điểm cộng của chiếc máy này đó chính là nó sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm, chúng ta có thể cắm trực tiếp mic vào đây để nghe luôn, cũng khá là tiện lợi. Mình đã chơi game trong khoảng thời gian là tầm 34 phút rồi thì từ 65% pin nó sẽ còn lại là 53% pin. Nếu như bạn chơi game liên tục với con máy này thì nó có thể kéo dài thời gian chiến game của nó tầm hơn 4 giờ các bạn ạ. Nói chung cũng khá là ổn. Và mình cũng đã tính ra được cái thời gian chiến game liên tục của chiếc máy này thì nó sẽ rơi vào tầm nó chỉ là trên 4 giờ các bạn ạ. Nói chung thì nó dừng lại ở cái mức gọi là ổn. Còn về phần nhiệt độ thì với con máy này nó sẽ được làm từ chất liệu vỏ sau là vỏ nhựa, chính vậy thì cái sự tản nhiệt ra nó không nhiều khi bạn chơi game trong thời gian dài. Cái nhiệt độ này mình thấy rằng nó sẽ chấp nhận được, không quá nóng cũng không có gây ảnh hưởng đến trải nghiệm chiến game và không gây chảy mồ hôi tay. Và đó chính là tất cả những gì mình đánh giá về khả năng chiến game của con Samsung Galaxy A51 này, thì mình thấy rằng là nó chưa hợp lý. Và 8 triệu thì chắc chắn mình sẽ mua những con máy khác, ví dụ như là S9 Plus phiên bản Mỹ này, ví dụ như là mình có thể mua được S10e, hay là các bạn thích hàng mới thì chúng ta có thể mua được Redmi Note 8 Pro có hiệu năng chiến game rất tốt và cấu hình nó sẽ cao hơn là cái sản phẩm Galaxy A51 này rất là nhiều. Và các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm Samsung Galaxy A51 này và liệu có phân khúc 8 triệu thì bạn có chọn em này hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì xin chào. Thôi chắc là mình sẽ thoát game thôi.